Xin chào toàn thể quý khán giả thân yêu của Kết Độ Bóng Đá. Ngày hôm nay thì chúng ta đang cùng nhau đến với điểm cầu tại sân bóng Huy Hoàng Gamura để dõi theo giải bóng đá giao hữu cúp thống nhất năm 2024. Và trước mắt chúng ta sẽ là cuộc đối đầu hứa hẹn cực kỳ gay cấn và hấp dẫn giữa hai đội bóng đến từ hai khối ủy ban nhân dân của ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai tiếp đón cao thủ ủy ban nhân dân quận Đống Đa. Ngày hôm nay ở trong trận đấu thứ nhất thì cao thủ bên phía ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai họ sẽ trong trang phục áo vàng quần vàng bảo vệ phòng thành bên phía tay phải mày nhỏ quý vị và các bạn. Còn đối với cao thủ ủy ban nhân dân quận Đống Đa họ sẽ trong trang phục đó là áo xanh quần xanh và bảo vệ phần khung thành bên phía tay trái mắt này nhỏ của chúng ta. Và như vậy là tiếng còi của trọng tài chính cũng đã vang lên để bắt đầu hiệp thiếu thứ nhất trong cuộc đối đầu giữa cao thủ của quận Hoàng Mai và quận Đống Đa. Ngày hôm nay thì cầu thủ bên phía đội bóng ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai họ đã mang tới với sân bóng Huy Hoàng Gamura với 7 cái tên gồm có số 6 đội trưởng Thanh Tùng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai cùng với thủ thành màu số 1 Hữu Huân, cầu thủ số 11 Văn Đức, số 7 Minh Chiến, số 86 Tuấn Ngọc, số 9 Văn Sơn và số 20 đó là Văn Triển. Ngay lập tức đã có tình huống va chạm xảy ra. Và trong hiệp đấu đầu tiên chúng ta sẽ kéo dài trong 20 phút, hiệp 2 cũng vậy. Thêm một pha đánh đầu cắt bóng chính xác nữa tới thủ môn Hữu Huân. Ngày hôm nay thì cầu thủ bên phía sân Đống Đa họ ra sân với thủ thành mang áo số 13, đó là Minh Vương. Đống Đa không làm khó được với thủ thành Văn Vượng. Cùng với đó thì Đống Đa họ có số 6 Thanh Tùng. Đường chuyền tốt. Tình huống trong khe vừa rồi tới từ Đức Duyệt. Anh mặc quần số 102, áo 102. Anh đã từng ghi 2 bàn thắng trong một trận đấu, kết quả đội nhà thua 0-2. Ngày hôm nay thì mặt cỏ của Huy Hoàng Gamuda đã được tân trang. Một mặt cỏ rất đẹp, nhưng tuy nhiên thì với những mặt cỏ mới như thế này thì cầu thủ chúng ta cũng sẽ gặp nhiều khó khăn khi mà nó chưa có nhiều sự ma sát. Tôi đề nghị các chị em hãy mua thuốc uống ngay. Ngày hôm nay người đang đeo băng thủ quân bên phía đội bóng khối ủy ban nhân dân quận Đống Đa đó là đội trưởng mang áo số 7 Lê Tuấn Định, cũng là chủ tịch ủy ban nhân dân quận Đống Đa. Hiện nay đội bóng sở thể dục Hà Nội thời lượng kiểm soát bóng là 58%. Quả tạt khá nguy hiểm được tạo ra tới từ Đức Duyệt. Hiệp một vẫn đang là một thế trận tương đối cởi mở đến từ cả hai bên. Hôm nay hiệp một thì cầu thủ ủy ban nhân dân của Đống Đa họ đứng trong khung gỗ là thủ thành Văn Vượng,
cao thủ số 6 Thanh Tùng, đội trưởng mang số 7 Tuấn Định, số 2 Hữu Định, số 9 Đức Duyệt, số 5 Văn Kiên và số 12 Thế Long. Người đang chơi cao nhất chính là đội trưởng của họ, chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đống Đa, đó là số 7 Tuấn Định. Thêm một tiếng chọc khe. Đây rồi. Cú đá rất nhanh của Hữu Định. Nhưng đáng tiếc là bóng đã không đi vào cầu môn với một tình huống cản phá chính xác tới từ thủ thành Hữu Huân. Cơ hội nguy hiểm đang tới nhiều hơn sau khi mà cả đội bắt đầu có được nhịp chơi. Thêm một đường chuyền dài. Đường chuyền đã làm khó với đội trưởng Hữu Định của đội bóng Ủy ban nhân dân quận Đống Đa. Mặc dù với những cầu thủ đang thi đấu trong trận đấu ngày hôm nay, họ đều là những cán bộ nằm trong bộ máy nhà nước và rõ ràng là với công việc của họ rất bận rộn và có rất ít thời gian để dành cho đam mê. Bóng đá cũng là một môn thể thao đòi hỏi cần phải có thời gian. Và ngày hôm nay thì cả hai đội bóng khối Ủy ban nhân dân quận Đống Đa và quận Hoàng Mai cũng đều đã cố gắng sắp xếp và tham gia với giải bóng đá cúp thống nhất được tổ chức bởi Gamuda Land và diễn ra tại sân bóng Huy Hoàng Gamuda. Đấy rồi, đó là cú đá tới từ số 6 anh Thanh Tùng, đội trưởng của đội bóng Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai. Và đang là những tình huống phối hợp tới từ cao thủ bên phía Ủy ban nhân dân quận Đống Đa. Nỗ lực xử lý không thành công tới từ đội trưởng Tuấn Định. Có thể nói hai đội tuyển bóng nhau rất. Rõ ràng đây là một trận đấu rất đặc biệt khi mà chúng ta thấy rất nhiều những lãnh đạo cấp cao của các khối quận ủy trọng điểm của thủ đô đều đã xuất hiện và có mặt trong trận cầu ngày hôm nay. Một trận đấu để hướng tới và chuẩn bị cho ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4, cùng với đó là ngày quốc tế lao động 1 tháng 5. Và giải đấu năm nay cũng được đặt tên với một dịp rất đặc biệt với chúng ta, đó là dịp mà đất nước được thống nhất. Và cái tên của giải đấu năm nay đó là Cúp Thống Nhất năm 2024. Sẽ tiếp tục trở lại với trận đấu là quả tạt tới từ cao thủ bên phía Đống Đà. Thêm một cú đá nữa. Nỗ lực đưa vào đầu tiên đó là của chân sút vào số 9 Đức Duyệt. Sau đó là tình huống dứt điểm tới từ cầu thủ mang áo số 6 đó là Thanh Tùng. Thêm một cơ hội tiếp theo dành cho các cầu thủ của đội bóng Ủy ban nhân dân quận Đống Đa. Quả tạt ngay. Côi. Pha bóng rất chủ động tới từ thủ thành Hữu Huân. Một cầu thủ có thể hình và sải tay rất dài và một tình huống ra vào hợp lý, phán đoán chính xác đã giúp cho anh cản phá được một pha treo bóng cực kỳ lợi hại tới từ cao thủ áo xanh, cao thủ Ủy ban nhân dân quận Đống Đa ở tình huống vừa rồi. Thêm một quả tạt lưỡng của Thế Long. Nhưng đó là tình huống mà những cầu thủ của đội bóng Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai vẫn đang giữ cho mình được sự tập trung. Xoay sở,
Bóng được trả về tuyến hay, khoảng trống đang mở ra. Thế Long trên trái dứt điểm vào. Một gồng dành cho cầu thủ bên phía đội bóng UBND quận Đống Đa. Và đó là bàn thắng đến từ cầu thủ mang áo số 9, Đức Duyệt là người đã mang về bàn thắng mở điểm dành cho đội bóng áo xanh. Một gồng dành cho cầu thủ bên phía đội bóng UBND quận Đống Đa. Và đó là bàn thắng đến từ cầu thủ mang áo số 9, Đức Duyệt là người đã mang về bàn thắng mở điểm dành cho đội bóng áo xanh. Một tình huống phối hợp rất tốt tới từ cao thủ áo xanh. Một pha bóng bất ngờ hay là cánh trái. Họ tăng tốc với cú đá đầu tiên tới từ Thế Long. Và sau đó pha chạm bóng cực kỳ nhạy cảm trong vòng cấm của chân sút vào số 9 Đức Duyệt. Đó đã khiến cho hàng phòng ngự của Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai bị đánh bại. Một tình huống dứt điểm trong một tư thế rất khó. Và nó đã gây ra được khó khăn và sự bất ngờ với hàng phòng ngự áo vàng. Cú chạm cũng là rất tinh tế, một điểm chạm vừa đủ hiểm hóc để đưa bóng qua hai chân của thủ thành Hữu Huân, một người được đánh giá cao về khả năng phản xạ và bắt bài chứ không phải là một người có được sự nhanh nhạy, bởi rõ ràng thân hình của anh đang làm khó đối với chính thủ môn này. Một tình huống đánh gót rất hay đã mang về bàn thắng. Điểm thì không, đây là gì đấy anh nhỉ? Gì Đức anh? Văn Đức. Và bên phía cao thủ của đội bóng UBND quận Hoàng Mai thì Phó Chủ tịch Thanh Tùng cũng đã rời sân và người được góp mặt là chân sút vào số 11 Văn Đức. Vẫn là những tình huống kéo giãn đội hình và ban phối rất tốt đến từ các cầu thủ bên phía đội bóng UBND dân quận Đống Đa. Thêm một sự thay đổi người nữa, Tuấn Ngọc sẽ là người rời sân và người vào sân là cầu thủ mang áo số 26. Một cầu thủ vẫn còn rất trẻ. Đây là gì anh nhỉ? Văn Triển vội phản công dành cho cầu thủ UBND quận Hoàng Mai. Tình huống chọc khe rất tốt, khoảng trống mở ra, dứt điểm không vào nhưng vẫn có bàn thắng dành cho cầu thủ UBND quận Hoàng Mai. Nỗ lực đã được đền đáp. Một tình huống lên bóng tốc độ, sự chính xác đã được tạo ra ở bóng vừa rồi và biến số tiếp theo của trận đấu xảy ra với bàn thắng san hòa 1-1 của cầu thủ UBND. Nỗ lực đã được đền đáp. Một tình huống lên bóng tốc độ, sự chính xác đã được tạo ra ở bóng vừa rồi và biến số tiếp theo của trận đấu xảy ra với bàn thắng san hòa 1-1 của cầu thủ UBND quận Hoàng Mai. Rất bất ngờ, một cú đá chất lượng đã được tạo ra ở bóng vừa rồi với một tình huống chọc khe rất tốt của Văn Triển, mở ra một khoảng trống mênh mông ở là cánh trái dành cho Thanh Phong, cầu thủ mới vào sân. Và một tình huống khoan phá và khai thác khoảng trống tuyệt vời của anh khi đâm vào khu vực trung lộ trước khi đưa ra quả đá khiến cho thủ thành mang áo số 13 Văn Vượng gặp nhiều khó khăn. Một tình huống đẩy bóng ra thì vô tình bóng đến với chân của Văn Sơn và trong một tư thế không người kèm thì tiền đạo mang số 9 của đội bóng vàng đã dễ dàng để giúp cho các thủ thành của quận Hoàng Mai đưa trận đấu về thế quân bình 1-1. Bây giờ thì trận đấu mới thật sự bắt đầu khi cái bên đã thật sự nóng máy. Những sự thay đổi người của đội bóng UBND quận Hoàng Mai đã mang về cho hiệu quả. Đội bóng được coi là đội bóng chủ nhà trong trận đấu ngày hôm nay. Rõ ràng 20 phút cho một hiệp đấu, cả hai bên phải thật sự rất chắc chiu. Sơn sâu, Sơn đi sâu. Ôi, nguy hiểm đấy. Sơn đây. Trận đấu mà cả hai bên cần phải tận dụng thật tốt những cơ hội của mình và hạn chế tối đa những sai lầm để tránh để thua. Tiếp tục là cỗ lên bóng rất nhịp nhàng, Văn Sơn trả ngược và can thiệp kịp thời tới từ cầu thủ mang áo số 12
của đội áo xanh, đó là Thế Lòng, người đã mang về tình huống kiến tạo đầu tiên cho cầu thủ của đội bóng Ủy ban nhân dân quận Đống Đa để giúp cho tiền đạo màu số 9 của đội bóng này, đó là Đức Duyệt, mang về bàn thắng mở điểm cho trận cầu chúng ta. Một trận đấu đang cởi mở với một tiết tấu khá nhanh. Sau khi mà Đống Đa có được bàn thắng sớm thì đội bóng vàng họ ngay lập tức có dấu hiệu tăng tốc, và màn đáp trả của họ đã thành công với tình huống san hòa của Văn Sơn. Bóng hơi non, đội bóng. Đưa bóng đây. Anh ơi, anh ơi. Anh ơi, đổi quả bóng ấy, đổi quả bóng ấy. Tài ơi, đổi quả bóng ấy. Được Duyệt sẽ tiếp tục là người thực hiện quả đá phạt này dành cho cầu thủ Ủy ban nhân dân quận Đống Đa. Rất đáng tiếc đó là một tình huống chuyền bóng hơi sâu và bóng đã không thể đi vào cầu môn ở phóng vừa rồi. Với luật sân 7 hiện hành được Liên đoàn bóng đá Việt Nam thông qua thì với những tình huống đá biên thẳng vào cầu môn thì sẽ là một bàn thắng không hợp lệ, bởi vì trong luật sân 7 hiện nay thì cần phải có một điểm chạm đến từ một tình huống đá biên thì mới được coi là bàn thắng. Và vừa rồi là một cú đá cực kỳ nguy hiểm được tạo ra tới từ các cầu thủ bên phía đội bóng Ủy ban nhân dân quận Đống Đa. Thêm một quả tạt nữa, bóng đập người một cầu thủ áo xanh, chính xác hơn đập người một cầu thủ bên phía đội bóng Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai. Một cái một, một cái một. Sơn ra ngoài, Sơn ra ngoài, Sơn ngoài ơi. Anh ơi, số 69 là gì anh? Số 69 cái Tuyền. Gì Tuyền? Công Tuyền. Người đang đứng rào ở tình huống phạt góc này là Công Tuyền. Đây rồi, rất nguy hiểm. Pha chạm bóng vừa rồi là của chân sút vào số 2 Hữu Định. Một điểm chạm khá bất ngờ được tạo ra về phía cột xa. Thì đáng tiếc là đã không có bất kỳ một cầu thủ áo xanh nào có thể chạm bóng cả. Ôi, qua rồi. Một pha xử lý cực kỳ điệu nghệ tới từ đội trưởng Tuấn Định bên phía đội hình của đội bóng Ủy ban nhân dân quận Đống Đa. Một vị chủ tịch Ủy ban nhân dân nhưng có khả năng chơi bóng vào lúc này là thật sự rất tuyệt vời. Rất nhịp nhàng, đáy biên, bóng vẫn còn dành cho cầu thủ quận Hoàng Mai. Một tình huống mà trọng tài đã phải rút ra chiếc thẻ vàng dành cho Thế Long. Trong một tình huống phạm lỗi của cầu thủ áo số 12 với một cầu thủ bên phía cầu thủ Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai, đó là Văn Sơn. Xin còi đây em ơi, xin còi đây. Trọng tài đã ngay lập tức phải rút ra chiếc thẻ vàng để có thể cảnh cáo với hành động vừa rồi. Thêm một cơ hội cố định nữa để cho các cầu thủ bên phía Hoàng Mai họ có thể tận dụng. Khi mà những tình huống bóng mở họ chưa thể sử dụng quá tốt vào lúc này thì những cơ hội từ những tình huống bóng chết như thế này hoàn toàn có thể là nơi mà cao thủ áo vàng họ có thể trông chờ. Và xử lý tốt của thủ thành Hữu Huân vẫn đang là cơ hội của cao thủ quận Hoàng Mai. Đường truyền về cột 2. Văn Hượng đã nhanh hơn một nhịp so với Công Tuyển. Một cái một, trên 15 một em. Đứng lên, không phải về. Đứng lên đi, đủ người. Cứ lên, kệ người ta, người ta phải đi theo ông. Đây rồi, goal! 2-1 dành cho cầu thủ Ủy ban nhân dân quận Đống Đa. Và tận dụng quá tốt tới từ chân sút mang áo số 2, đó là Hữu Định. Bóng lại tiếp tục bật ra đến từ cao thủ hàng phòng ngự bên phía đội bóng quận Hoàng Mai. Và với một cự ly dễ dàng như ta.
và tận dụng quá tốt tới từ chân sút mang áo số 2, đó là Hữu Định. Bóng lại tiếp tục bật ra đến từ cao thủ hàng phòng ngự bên phía bóng quận Hoàng Mai, và với một cự ly dễ dàng như tình huống vừa rồi thì một cú đá trái phá đã được tạo ra, không có bất kỳ một cơ hội nào cả để cho Hữu Hân có thể cứu thua. Cú đá quá khó, bóng đi căng và ăn thẳng về phía góc cao, góc hiểm nhất của khung thành, đó là góc chữ A. 2-1 dành cho thủ quận Đống Đa. Và chạm bước một khá tốt của Tuấn Định. Hiếu Định, Thế Long. Tiếp tục là quả tạt. Động lực đánh đầu không thành công. Trọng tài xác định đã có lỗi ở pha bóng vừa rồi đến từ cầu thủ mang áo số 5 của đội bóng quận Đống Đa. Người mà đã bị trọng tài thổi phạt ở pha bóng vừa rồi đó là cầu thủ mang số 5 Văn Kiên, người đang chơi cao nhất trong tấn công của Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa. Trả ngược, khoảng trống được lộ ra. Cơ hội hai cầu trẻ của quận Hoàng Mai vào lúc này đó là Văn Triển cùng với Thành Phong liên tục tìm thấy nhau. Khoảng trống được chuyển, đây rồi. Bàn thắng của đội trưởng mang áo số 7 Tuấn Định. Một màn trình diễn mà quận Đống Đa lúc này họ đang đưa ra một đấu pháp rất hợp lý. Khả năng tận dụng cơ hội vào lúc này của họ đang là vượt trội so với cầu thủ đội trưởng mang áo số 7 Tuấn Định. Một màn trình diễn mà quận Đống Đa lúc này họ đang đưa ra một đấu pháp rất hợp lý. Khả năng tận dụng cơ hội vào lúc này của họ đang là vượt trội so với cầu thủ của Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai. Chỉ một vài cơ hội rất nhỏ nhoi mà thôi, nhưng cầu thủ áo xanh họ tận dụng đã thành công. Đội trưởng chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa là người đã lên tiếng ở tiếng vừa rồi. Thêm một cơ hội nữa. Và bóng cực kỳ ngon ăn. Và bỏ lỡ rất đáng tiếc của Văn Đức trong một tình huống mà Văn Triển đã đưa ra một đường bóng về phía cột 2 và đã không có bất kỳ một cầu thủ áo xanh nào có thể theo kèm được với Văn Đức cả. Rõ ràng là với những gì mà cầu thủ quận Đống Đa lúc này đã khiến cho chúng ta phải bất ngờ về khả năng chơi bóng thật sự là quá tốt của họ. Mặc dù họ đều là những lãnh đạo cấp cao. Và đúng lúc này thì tiếng còi khép lại 20 phút đầu tiên của hiệp đấu thứ nhất của trọng tài chính cũng đã vang lên. Tỷ số lúc này đang tạm thời là 3-1 dành cho cao thủ của đội bóng Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa trước cao thủ Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai. Một trận đấu mà cao thủ quận Đống Đa một cách khách quan thì họ là những người chơi tốt hơn và họ xứng đáng có được 3 bàn thắng, một thế trận và một kết quả phản ánh với đúng những gì mà đội bóng đã tạo ra trong hiệp thứ nhất. Và chúng ta hãy cùng nghỉ ngơi trong ít phút trước khi trở lại với chúng tôi ở những diễn biến ở trong hiệp thứ hai. Vâng, và như vậy là chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những diễn biến tại sân bóng Huy Hoàng Kamuda ở hiệp đấu thứ hai trong cuộc chạm trán giữa hai đội bóng đến từ khối Ủy ban Nhân dân của Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai và cao thủ Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa. Hiệp đấu đầu tiên là một hiệp đấu thật sự rất bùng nổ cảm xúc với 4 bàn thắng được ghi, với 3 bàn dành cho cầu thủ bên phía Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa và một bàn thắng tới từ cầu thủ Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai. Và sang với hiệp 2 thì cả hai bên đều có cho mình những sự thay đổi khi bên phía đội bóng Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai lần lượt Đức Thắng và Quang Cường đã được đưa vào để thay thế cho Văn Đức cùng với Minh Chiến. Cùng với đó thì bên phía đội bóng Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa thì cầu thủ mang áo số 14 đó là Thương Tiến, cầu thủ thuộc ban quản lý dự án cũng đã được đưa vào sân. Mở cánh tốt, Thành Phong sút xa rất nguy hiểm nhưng đó là pha cản phá chính xác tới từ thủ thành mang áo số 13 Văn Vượng ở tiếng vừa rồi. Và trả bóng vừa rồi là của Thanh Tiến, cầu thủ đã được đưa vào sân. Cùng với đó thì cầu thủ mang áo số 3 Quang Anh cũng đã được đưa vào.
cả hai bên đều đang có những sự thay đổi để hướng tới với hiệp đấu thứ hai. Bên phía cầu thủ quận Đống Đa thì người rời sân là Thanh Tùng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân của quận Đống Đa là Tuấn Định cũng vẫn đang có được một nguồn thể lực rất tốt và vẫn đang duy trì trên sân lúc này. Ngoài ra thì anh cũng đã có được một bàn thắng. Khả năng chơi bóng cũng vẫn đang là rất ấn tượng tới từ các cầu thủ thuộc Hội Nhân dân của quận Đống Đa. Trận đấu giữa quận Hoàng Mai. Thêm đường chuyền dài nhưng đó là pha can thiệp chính xác tới từ cầu thủ Mao số 5. Văn Kiên đang được kéo về chơi thấp hơn và nhường lại vị trí mũi nhọn dành cho đội trưởng Mao số 7 Tuấn Định. Thành Phong. Ngày hôm nay thì hai cầu thủ Thành Phong và Văn Triển vẫn đang tìm thấy nhau khá nhiều ở trận đấu ngày hôm nay. Ở trận đấu mà họ đang được đối đầu với những người đàn anh. Kết hợp tấn công của đội Hoàng Mai như có sóng những người trú trong lúc dữ dội, những khối cơ quan của mình. Nhưng hàng phòng thủ vững chắc của đội Đống Đa vẫn đứng vững như một bờ đê chắn được mọi con sóng. Hữu Định. Cú mở tốt dành cho Văn Kiên nhưng đáng tiếc là pha đấu một không tốt vừa rồi của chân sút mang số 5 đã khiến cho cơ hội của đội áo xanh trôi qua. Tranh chấp hết sức quyết liệt. Số 10 của quận Hoàng Mai có bóng. Anh Tả Sung Hữu Đột bên cánh trái màn hình nhỏ của các bạn. Vừa rồi đó là pha xử lý của Quang Cường. Sang với hiệp 2 thì những người bảo vệ phần sân bên phía tay phải màn hình nhỏ chúng ta sẽ là cầu thủ đến từ Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa, còn bên phía tay trái sẽ là Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai. Hàng phòng thủ của đội Đống Đa phòng thủ chắc chắn phần sân nhà khi tỷ số. Trận đấu này vẫn đang được ghi hình và sản xuất bởi công ty truyền thông C4 Studio và trong web Kết nối bóng đá. Số 26 của đội Hoàng Mai chuyển chính xác cho thêm một tình huống mở cánh tốt. Đây rồi, pha phối hợp và lúc này tới từ các cầu thủ bên phía đội bóng FC quận Hoàng Mai đang là sáng đỡ hơn ở hiệp đấu thứ hai. Rõ ràng là với hai cầu trẻ ở cả hai biên đó là Văn Triển cùng với Thành Phong, họ đang mang đến rất nhiều những phương án tiếp cận ở hai hành lang cánh, đặc biệt là với những cú sút xa và những đường chuyền sắc sảo. Nhưng tuy nhiên thì quận Đống Đa họ cũng có những cái tên xuất sắc như Hữu Định hay là đội trưởng Mao số 7 Tuấn Định. Hiệp 1 là một hiệp đấu mà Đống Đa họ đã nhập cuộc với một đấu pháp cực kỳ hợp lý, một đấu pháp biết người biết ta. Pha xử lý rất hay, cội lên bóng tiếp theo dành cho cầu thủ áo xanh rất khéo léo. Pha xử lý và qua người thật sự rất mượt mà tới từ Đức Duyệt, nhưng cuối cùng chính anh là người đã kết thúc đi nỗ lực vừa rồi với một cú đá ra ngoài. Một tình huống lắc người rất hay ở khu vực trung lộ tới từ chân sút Mao số 9. Bóng vượt qua hai cầu thủ của cao thủ FC quận Hoàng Mai đã bị lỡ đà. Và bên phía quận Hoàng Mai tiếp tục có thêm một sự thay đổi người khi mà Văn Huy sẽ được đưa vào sân để thay thế cho cầu thủ mang áo số 69 đó là Công Tuyền. Phát triển. Ở khu vực tuyến giữa lúc này thì Đống Đa vẫn đang vượt trội với bộ đội Hữu Định cùng với Đức Duyệt. Văn Huy. Rút được, rút đi. Những pha phối hợp và đá lan rất tốt đến từ cầu thủ bên phía quận Hoàng Mai. Nhưng đây là cơ hội phản công. Tuấn Định đang di chuyển. Khoảng trống. Cơ hội. Cú đá đưa bóng chạm trúng cột dọc khung thành của cầu thủ bên phía quận Hoàng Mai. Cơ hội vẫn chưa trôi qua. Sự sắc sảo vẫn đang tới đến từ các chân sút của đội áo xanh. Khi mà trong mỗi lần mà họ có thể lên bóng thành công thì họ thường xuyên đưa ra được những cú đá rất chất lượng. Và tưởng như và cảm tưởng là chúng ta sẽ được chứng kiến liên tiếp là những bàn thắng. Như đã tập và rất tiếc cú kết thúc lại bật cột dọc. Đội bóng đá quận Đống Đa được quả đá phạt góc.
số 5 có bóng. Anh bấm quả tạt gay. Khoảng trống. Cú vứt bóng không thành công tới từ Hữu Định. Một đợt tấn công nguy hiểm của đội bóng quận Đống Đa. Cùng với đó thì bên phía bóng của Ủy ban nhân dân quận Đống Đa thì chân sút mang áo số Đống Đa nên 19 cũng đã được đưa vào sân. Cũng không dâng quá cao mà người được đưa vào là Đức Hoàng. Tỷ số lúc này vẫn là 3-1 nghiêng cho đội bóng quận Đống Đa. Xoay sở tốt. Tình huống trong khe rất hay. Khoảng trống quyết định sút xa. Bóng đã đi lên trời. Cú đá vừa rồi thuộc về chân sút vào số 30 Văn Huy. Và khoảng trống đá lộ ra bè là cánh phải. Và ngay lập tức là pha dứt điểm tới từ hậu vệ của đội áo vàng. Trong một tình huống dâng cao, không có bất kỳ một cầu thủ của Đống Đa nào theo kèm cả. Một tình huống tấn công đã mang lại sự khoáng đạt tới từ cầu thủ bên phía đội bóng quận Hoàng Mai. Đá đi trong tay ơi, thành trận quân đá đi. Trận đấu tiếp tục được bắt đầu. Các cầu thủ chú ý, trọng tài sẽ bù giờ. Bên phía đội hình của Đống Đa thì thêm một cầu thủ nữa đưa vào sân là Tuấn Dũng để thay thế cho Văn Kiên. Đây rồi, Văn Sơn. Sang hiệp 2 thì cầu thủ bên phía đội bóng quận Hoàng Mai đang liên tục đưa ra những pha đá, những quả đá, những tình huống dứt điểm về phía cầu môn của thủ thành Văn Vượng. Hoan hô hậu vệ của quận Đống Đa đã cản phá thành công. Bóng vẫn trong tầm khống chế của các cầu thủ áo vàng. Xoay sở tốt tới từ Thành Phong. Vẫn đang là sự lắt léo tới từ chân sút phạt số 26. Liên tục lắc và khiến cho hậu vệ của đội bóng xanh gặp nhiều khó khăn. Cú đá cuối cùng của Văn Triển thì bóng lại không trúng cầu môn. Một tình huống dứt điểm từ khá xa. Sang hiệp 2 tôi đã thấy Văn Triển chỉ còn sử dụng mỗi chiếc giày bên phải của mình mà thôi. Bên phía chân trái anh đã tháo giày và có định đi chân đất rất nguy hiểm. Và đã có bàn thắng dành cho thủ bên phía đội bóng quận Hoàng Mai. Sự thay đổi người đã phát huy tác dụng dành cho đội bóng áo vàng. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-3. Quả đá vừa rồi là của Quang Cường. Như chúng tôi đã nói thì khi mà những bóng cố định chưa thể mang về, những tiếng bóng mở chưa thể mang về sự hiệu quả thì những bóng cố định luôn luôn là chìa khóa để... Quả đá vừa rồi là của Quang Cường. Như chúng tôi đã nói thì khi mà những bóng cố định chưa thể mang về, những tiếng bóng mở chưa thể mang về sự hiệu quả thì những bóng cố định luôn luôn là chìa khóa để có thể giải quyết những đợt tấn công. Và pha bóng vừa rồi thì cao thủ bên phía quận Hoàng Mai họ đã thành công với một quả đá phạt góc. Tình huống đưa bóng vào, bóng lập bập khiến cho hàng phòng ngự của quận Đống Đa gặp nhiều khó khăn. Và bóng bất ngờ đến với vị trí của Quang Cường. Một cú đá cận chân, bóng đi thẳng về phía góc cao. Và cộng hưởng thêm với sự may mắn khi nó đập trúng xà ngang và cột dọc khiến cho bóng đi quá hiểm. Và tỷ số rút ngắn xuống còn 2-3. Cách biệt vào lúc này là một bàn và lợi thế tâm lý đang thuộc về cao thủ của đội bóng quận Hoàng Mai. Của hai đội đã được nâng tầm nghệ thuật. Số 30 của đội quá người sút xa. Cú đá rất bất ngờ đã được tạo ra tới từ cầu thủ áo số 20 Văn Triển. Đáng tiếc cú đá vừa rồi của cầu thủ này bóng lại không đi được vào cầu môn khi mà thủ thành Văn Vượng đang có một hiệp hai phải làm việc rất vất vả và đang giữ cho mình được sự tập trung. Văn Sơn, đây rồi, cũng đã đập người một cầu thủ áo xanh. Bóng tiếp tục đi hết đường biên dọc. Một sức ép ngạt thở đang được tạo ra lúc này tới từ các cầu thủ bên phía đội bóng Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai. Văn Huy thêm một cú đá nữa. Hàng phòng ngự của quận Đống Đa đang phải làm việc hết công suất. Đức Hoàng là người vừa phải cứu thua dành cho cao thủ áo vàng. Các cầu thủ chú ý ra vào từ giữa sân. Cầu thủ số 18 của đội Đống Đa vào sân. Đội Hoàng Mai được quyền đá phạt góc. Trận đấu bắt đầu. Đã có một tình huống phạm lỗi. Quang Cường là người đã bị thổi phạt và chắc chắn đó là chiếc thẻ vàng và lần thứ hai mà trọng tài phải sờ tay vào túi. Đây là một cú phạm lỗi nhưng chỉ là hai bóng. Trọng tài đã rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ số 10 của đội Hoàng Mai.
Chỉ số lúc này vẫn là 3-2. Phải cao lên. Nghiêng về đội Đống Đa. Đổi bóng ơi. Đổi bóng ơi. Đổi bóng ơi. Đổi bóng ơi. Trận đấu tiếp tục bắt đầu. Anh ơi, hàng rào đủ phía em cái anh ơi. Quá, rồi chơi ơi. Coi người đấy em ơi. Rồi. Các cầu thủ chú ý mọi quyết định của trọng tài đều đúng. Nếu có gì thắc mắc xin đọc lại điều 1, điều 3 như hai điều trên. Trọng tài vô tư, trung vô thực trong điều khiển trận đấu, nghiêm minh, bình đẳng trong xử lý tình huống theo đúng điều lệ. Bóng sẽ trở lại với cầu thủ bên phía đội bóng Uyên Dân quận Hoàng Mai. Rõ ràng là 20 phút trong một hiệp đấu có thời gian trôi qua rất nhanh. Và cả hai bên cần phải tận dụng tất cả những ổ nhỏ nhất của mình. Đây rồi, khoảng trống, dứt điểm. Cú đá hơi cận chân. Thủ môn của Hoàng Mai ném bóng dài lên cho các đồng đội ở sát đường biên ngang đối phương. Nỗ lực dứt điểm không thành công tới từ chân sút mang số 17 của đội bóng áo xanh. Bóng vẫn trong tầm khống chế của các cầu thủ của Hoàng Mai. Có 20 quả bóng. Gọi bóng đi, hay quá, chuyền đi. Cùng với đó thì cầu thủ mang áo số 18 đó là Văn Hải cũng đã được đưa vào sân. Không được, nỗ lực không thành công của Văn Sơn. Khi trọng tài không cắt cò chúng ta cứ đá, đừng chỉ đá trọng tài. Xin cảm ơn. Nghe còi, nghe còi, nghe còi. Theo thầy Tuấn huấn luyện. Đám. Con nào? Quá người, Văn Triển thêm một cú đá nữa, ra chân hết sức bất ngờ tới từ Quang Cường. Một cú xoay sở và một tình huống dứt điểm rất nhanh về phía góc xa. Nhưng ngày hôm nay sang với hiệp đấu thứ hai thì Văn Vượng đang chính là điểm nhấn lớn nhất bên đội hình của đội bóng Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa khi mà thế lực của đội bóng xanh đang đi xuống và họ đang phải hứng chịu rất nhiều những đợt tấn công, những cơn sóng liên tiếp đến với khung thành của cao thủ áo xanh. Và Văn Phượng vẫn đang phải dùng tất cả tài năng của mình để có thể cứu thua. Xoay sở, đường truyền rất tốt, khoảng trống vẫn đang lộ ra, đáy biên, trả ngược. Văn Sơn không thể tiếp ứng thành công. Không hề có lỗi và trận đấu được tiếp tục. Đức Hoàng. Tình huống mà Đức Vĩ đã bị phạm lỗi. Có thể thấy các cầu thủ đá bóng rất quyết liệt nhưng luôn đúng luật. Mỗi trận đấu hai hiệp, mỗi hiệp 20 phút và hiệp 2 đã đi được nửa thời gian. Tỷ số lúc này là 3-2 nghiêng về đội bóng quận. Thạch Việt vẫn chỉ đang là một bàn mà thôi. Và sẽ còn rất nhiều những kịch bản ở phía trước chúng ta. Chúng ta vẫn không thể biết chắc chắn đội bóng nào sẽ giành được chiến thắng ở trận đấu ngày hôm nay, khi mà cao thủ quận Hoàng Mai họ đang đẩy các đội hình và đang có được một lợi thế tâm lý khi mà đang liên tiếp ép cao thủ bên phía Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa phải lui về sân nhà. Tuy nhiên thì khi mà họ dâng cao từ những vị trí ở phòng ngự của họ đang bị bỏ ngỏ và những khoảng trống mênh mông ở phần sân nhà cũng sẽ là nơi mà cao thủ bên phía quận Đống Đa họ có thể khai thác với những tình huống phản công nhanh. Và vừa rồi thêm một tình huống phạm lỗi và người bị thổi phạt là số 18 Văn Hải. Trận đấu đá nóng lên. Đây là quả phạt trực tiếp, các cầu thủ chú ý chờ coi trọng tài. Sẽ là một tình huống dứt điểm rất nguy hiểm đây, nhưng đó là một pha phối hợp không thành công giữa Văn Triển và cầu thủ mang áo số 3 của cao thủ Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai, đó là Đức Thắng. Thêm một cú đá nữa. Ngày hôm nay những tình huống sút xa, những tình huống dứt điểm thứ hai đang là nơi mà cao thủ bên phía quận Hoàng Mai họ tìm thấy những cơ hội của mình. Trong một thế trận mà cao thủ Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa họ đang bịt kín đường vào khung thành của thủ môn Văn Vượng ở khu vực trung lộ, thì rõ ràng những cú sút xa luôn luôn là một giải pháp hợp lý vào lúc này để cho đội bóng áo vàng họ có thể tìm kiếm thêm những bàn thắng. Trận đấu vẫn đang diễn ra hết sức quyết liệt, trận đấu thật sự rất căng thẳng. Thêm một tình huống mà trọng tài phải nhắc nhở với cầu thủ mang áo số 18 Văn Hải.
bỏ động tác thừa đi. Khi mà trong pháo vừa rồi anh nhận thấy cầu thủ của quận Hoàng Mai mồ hôi hơi nhiều và đã có một tình huống lau giúp mồ hôi với cầu thủ mang áo số 26 Thanh Phong. Đây là pha trực tiếp trọng tài đã ra ký hiệu chờ còi. Quay lại bóng, vào trong anh ơi, vào trong. Vào đây, vào đây, vào đây. Đứng trước mặt người, số 10 đứng trước mặt. Dứt điểm thẳng. Cú đá rất nhanh của Thanh Phong, có lẽ con gian còn lại của Hoài không nhiều. Thêm một sự thay đổi người. Văn Hải rời sân và Văn Kiên sẽ là người được góp. Có thể thấy đội đúng là có lối đá tấn công mang màu sắc toan tính, họ phòng ngự chắc chắn sân nhà và những miếng đánh tốc độ mang màu sắc phản công có bất diễn ở trong hiệp hai này. Đường truyền tốt, Văn Sơn cú chạm vẫn không đủ để giúp cho bóng lăn vào gôn. Nỗ lực rất nguy hiểm vừa rồi và người kết thúc đó là Đức Thắng. Ngay sau đó là đợt phản công tới từ các cầu thủ bên phía đội bóng quận Đống Đa. Họ sẽ được hưởng một quả đá phạt góc. Trọng tài tiếp tục có thêm một chiếc thẻ vàng. Có lẽ đó là một tình huống mà Đức Vĩ đã bị thổi phạt vì lỗi câu giờ của đội Đống Đa vì hành vi kéo dài thời gian. Quả tạt ngay, bóng nằm gọn trong đôi tay của Hữu Huân. Và đây sẽ là đợt phản công dành cho thủ quận Hoàng Mai. Nỗ lực xoay sở không thành công tới từ chân sút vào số 10, Quang Cường. Đức Duyệt, vẫn là Đức Duyệt. Thêm một cú đá nữa. Rõ ràng với tính chất loại trực tiếp trong một giải đấu tứ hùng, cái bên đang thi đấu với một tinh thần cực kỳ máu lửa, cực kỳ quyết liệt. Không trình bày lên phường, hôm nay thứ bảy phường nghỉ. Người đây. Bóng vẫn còn trong sân. Nỗ lực xoay sở đã không thành công tới từ Văn Sơn và bóng sẽ trở lại với quyền kiểm soát đến từ cao thủ bên phía đội bóng Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa. Đội bóng quận Hoàng Mai áo vàng của bóng số 3 Thành Phong. Quả người rất tốt. Thêm một quả tạt nữa. Cuối cùng thì Văn Vượng đã tóm gọn cho bóng trong tay. Trong gió tạm thời trôi qua trước cầu môn của cao thủ bên phía đội bóng Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa. Các cầu thủ đá bóng cực kỳ căng thẳng vì nghe Văn Huy, các huấn luyện viên bên ngoài mời bên ngoài có năm huấn luyện viên không biết nghe ai. Người bảo vệ, người bảo lên, các cầu thủ đành phải dây bóng ở giữa chờ phần chỉ đạo tiếp. Thành Phong chân trái, cú đá không chiến thắng được Đức Duyệt. Đức Vĩ, cú đá quá nhẹ và nó không gây ra được khó khăn với thủ thành Hữu Huân. Tốc độ của trận đấu tiếp tục đẩy cao ở trong những phút cuối của đấu thứ hai. Tiếp tục là đáy biên, Văn Sơn phối hợp trả ngược. Tiếp tục trong sân và các cầu thủ quận Đống Đa phải co cụm để tránh những đợt tấn công như vũ bão. Liên tiếp là những pha trao đổi chiêu thức của cả hai bên. Dứt điểm và ba đều. Qua hấp dẫn, cuộc lôi ngược dòng đã thành công đến lúc này. Thành Trung là người đã được đưa vào sân ngay sau khi mà cầu thủ còn hoang mang. Qua hấp dẫn, cuộc lôi ngược dòng đã thành công đến lúc này. Thành Trung là người đã được đưa vào sân ngay sau khi mà cầu thủ quận Hoàng Mai họ có bàn thắng 3 đều. Thành Phong là người đã đưa trận đấu về vạch xuất phát.
quá đáng tiếc với cầu thủ bên phía bóng Ủy ban nhân dân quận Đống Đa. Cú đá rất căng của Đức Duyệt. Một trận đấu mà tưởng chừng như mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của cầu thủ bên phía quận Đống Đa, khi mà họ đã có đến 3 bàn thắng dẫn trước. Nhưng rồi cuối cùng thì sự xuất sắc của các nhân tố trẻ bên phía đội bóng SC Quận Hoàng Mai đã giúp cho đội bóng này họ tạm thời đưa trận đấu được về với thế quân bình. Nếu như giành chiến thắng ở trận đấu ngày hôm nay thì Hoàng Mai họ sẽ trở thành đội bóng đầu tiên có được màn lội ngược dòng thật sự rất kinh điển trong trận đấu ngày hôm nay. Ôi trời ơi, khán giả các thiếu nữ xinh đẹp ở ngoài kêu ôi trời ơi, nói thật rồi thơm chả ngon nữa là rồi ơi. Đây rồi, Đức Duyên, Đức Vĩ. Đáng tiếc cú trả cuối cùng thì nó không đến được chân của cầu thủ áo xanh. Xoay sở, đây rồi, cú đá lại đi vào cạnh lưới. Rất đáng tiếc với cơ hội vừa rồi bị bỏ lỡ. Và đúng lúc này thì thời gian thi đấu chính thức của trận đấu cũng đã kết thúc. 3 đều là kết quả cuối cùng. Và chúng ta sẽ phải đến với loạt đấu súng để tìm ra ai sẽ là người chiến thắng ở trong trận bán kết ngày hôm nay của giải bóng đá giao hữu Cúp Tứ Hùng Thống Nhất năm 2024. Các cầu thủ chú ý, chỉ 7 cầu thủ cuối cùng trên sân mới được tham gia đá penalty. Xin nhắc lại, trận đấu giữa quận Hoàng Mai và quận Đống Đa hòa 3 đều. Chỉ 7 cầu thủ cuối cùng còn đang thi đấu ở trên sân mới được tham gia đá penalty. Em ơi, để lại ít nước. Đá pen đây, đá pen luôn đây. Ông cô anh Trinh gian nan. Ông cô anh Trinh rất dài, rất gian nan. Đang thi đấu và sự rất khó khăn với cầu thủ của cả hai đội. Đống Đa vượt lên nhưng họ đã không thể bảo toàn được thành quả, khi mà bây giờ cầu thủ quận Hoàng Mai đã đưa trận đấu về thế quân bình và đưa trận đấu vào loạt đấu súng để tìm ra ai sẽ là người đi tiếp. Chính xác ở trận đấu này, một cuộc lội dòng được coi lúc này là thần thánh và thật sự rất khó tin tới từ cầu thủ bên phía quận Hoàng Mai. Những sự tỏa sáng của các nhân tố trẻ đang giúp cho đội bóng này họ thành công thì kéo trận đấu vào loạt pen. Nhưng cơ hội vẫn còn dành cho cầu thủ bên phía quận Đống Đa để họ có thể giành được chiến thắng và góp mặt ở trận đấu chung kết. Ở lần đá penalty này, bầu ơi, bay lắm, bay lắm. Cầu thủ bên phía quận Đống Đa cũng đã có những cơ hội để kết thúc trận đấu trong thời gian thi đấu chính thức, nhưng họ đã không thành công khi mà sự xuất sắc và phần nào đó may mắn đã đứng về phía cầu thủ quận Hoàng Mai, đặc biệt là trong hiệp đấu thứ hai. Khi mà họ đã vùng lên với một tinh thần rất quả cảm, họ đã thành công khi mà đã có thể san hòa với trận cầu ngày hôm nay. Tỷ số đang là 3-1 nghiêng về quận Đống Đa, nhưng lối đá của quận Hoàng Mai luôn tỏ ra nguy hiểm và hai bàn thắng đã được các cầu thủ quận Hoàng Mai ghi và gỡ hòa 3 đều. Hai đội phải bước vào lượt đá penalty. Trong lượt đá penalty này chỉ 7 cầu thủ còn đang thi đấu trên sân mới được tham gia. Chúng ở vào đi không? Vào đi. Hai quả bút chì cũng thành được chọn là bên tay trái. Ba điều là nhỏ các bạn. Ba điều là đẹp. Đá pen này 50-50. Cầu thủ bên phía quận Hoàng Mai sẽ là người thực hiện quả đá đầu tiên. Trong lượt đá penalty này, quận Hoàng Mai đã rất hồi hộp. 1-0 dành cho thủ bên phía đội bóng Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai. Cú đá rất tốt của Văn Huy, không có cơ hội nào cả để cho Văn Vượng có thể cứu thua. Một cú đá bay thẳng về phía góc cao và trong một cự ly gần với một lực chân rất mạnh của cầu thủ áo số 30 thì đã không có cơ hội nào cả. Lượt đá đầu tiên không có cơ hội nào cả để cho Văn Vượng có thể cứu thua. Một cú đá bay thẳng về phía góc cao và trong một cự ly gần với một lực chân rất mạnh của cầu thủ áo số 30 thì đã không có cơ hội nào cả. Lượt đá đầu tiên của quận Đống Đa và người lĩnh sướng là đội trưởng Đức Duyệt. Đức Duyệt và đặt lòng rất chính xác. Pha bóng đánh lừa hoàn toàn với phán đoán của
Thủ Thành mang áo số 1 đó là Hữu Huân. Cội tiếp theo đến với cao thủ Ủy ban nhân dân quán của Thủ Thành mang áo số 1 đó là Hữu Huân. Cội tiếp theo đến với cao thủ Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai và người lĩnh sướng là Quang Cường, người đã mang về bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 trong quãng thời gian thi đấu chính thức. Thêm lần nữa anh đối mặt với Văn Vượng, Quang Cường và Văn Vượng. Cú đá cũng rất khó và không có cơ hội nào cả dành cho thủ thành của quận Đống Đa. Lượt đá thứ hai của cầu thủ ban nhân dân quận Đống Đa thuộc về Văn Kiệt ở quận Đống Đa. Quận Đống Đa, cầu thủ số 5 sẽ là người thực hiện của penalty. Tỷ số chuyển lập bèo lúc này đang là 2-1. Văn Kiên và Hữu Huân. Văn Kiên! Một cú đá quá khó. Và tỷ số là 2-2. Thật căng thẳng. Một cú đá thử thách với thủ thành Hữu Huân. Kiểu bóng đi cao, sát sạt người với thủ thành này. Và anh đã không thể cứu thua. Thật căng thẳng. Một cú đá thử thách với thủ thành Hữu Huân. Kiểu bóng đi cao, sát sạt người với thủ thành này. Và anh đã không thể cứu thua. Người đá thứ 3 dành cho thủ ban nhân dân quận Hoàng Mai đó là Văn Triển. Một chân đất, một chân đi giày. Rất dị. Văn Triển! Rất chính xác. Tỷ số là 3-2 dành cho các thủ ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai. Cú đá tiếp theo. Cú đá tiếp theo đến từ các cầu thủ của quận Đống Đa. Rất hồi hộp. Đức Huy thêm một pha đặt lòng chính xác. Ngày hôm nay thì cả hai thủ môn đều chưa có cơ hội để thể hiện tài năng, khi mà cao thủ dứt điểm đang là quá tốt ở trận đấu này. Thành Phong sẽ là người thực hiện quả đá thứ tư, một quả đá bạt lề cực kỳ quan trọng trong loạt đá đầu tiên. Thành Phong đối đầu với Văn Vượng. Lấy đà tốt, Thành Phong không vào. Một tình huống đặt. Một tình huống dứt điểm rất mạnh tới từ chân sút vào số 26, người đã mang về bàn thắng San Hòa 3-3. Nhưng anh đã không thể đánh bại được Văn Vượng trong một tình huống phán đoán xuất sắc của thủ thành bên phía đội bóng quận Đống Đa. Bây giờ cơ hội đang tới với đội khách để họ có thể vượt lên. Tỷ số vẫn đang là 3-3. Hữu Định không vào. Cơ hội còn nguyên dành cho thủ quận Hoàng Mai. Cao thủ quận Đống Đa họ đã tự bắn vào chân mình ở bóng vừa rồi. Tiền vệ xuất sắc nhất của họ ở trận đấu này, Hữu Định lại dứt điểm ra ngoài. Cao thủ quận Đống Đa họ đã tự bắn vào chân mình ở bóng vừa rồi. Tiền vệ xuất sắc nhất của họ ở trận đấu này, Hữu Định lại dứt điểm ra ngoài. Không chính xác hơn là một tình huống dứt điểm trúng vào người của Hữu Huân. Hữu Huân đã sửa sai dành cho người đồng đội Thành Phong. Ăn rồi. Và cú đá tiếp theo. Ăn rồi. Cú đá chính xác của Đức Thắng. Chỉ lên là vào rồi. Cú đá đã đập xa. Đức Thắng. Chỉ lên là vào rồi. Trọng tài quyết định. Chỉ lên là vào rồi. Trọng tài ăn rồi. Cú đá đã đập xa. Tỷ số là 4-3. Thanh Điến sẽ là người thực hiện quả đá này dành cho cầu thủ bên phía quận Đống Đa. Chuẩn đấy. Thành Tiến và Hữu Huân. Thành Tiến. Cú đá rất chính xác. Một cú đá mặc cho thủ thành của đội bóng quận Hoàng Mai đã đổ đúng hướng nhưng anh vẫn không thể cứu thua. Thì cú đá đã lọt con nách.
Và sau đây chương trình võ say bắt đầu. Chúng say bắt đầu đá bóng. Chúng say là người đá loạt đá thứ 6 dành cho các cầu thủ bên phía đội quận Hoàng Mai. Tỷ số đang là 5 đều. Rất chính xác. Quả đặt lòng quá tự tin. Quả đặt lòng ở một sự tự tin rất cao, cái lòng trong rất ngon của Trung Say đã khiến cho thủ thành Văn Vượng đứng trơn. Quả đặt lòng ở một sự tự tin rất cao, cái lòng trong rất ngon của Trung Say đã khiến cho thủ thành Văn Vượng đứng trơn chân. Quả đá thứ 6 của cầu thủ bên phía đội bóng quận Hoàng Mai và chuẩn bị đến cả các thủ môn rồi. Bây giờ sẽ là cầu thủ mang áo số 19 Đức Hoàng. Đức Hoàng và Hữu Quân. Đức Quang, bóng lọt qua hai chân của thủ thành Hữu Quân, một cú đá đặt lòng rất tin chân vào khu vực chính giữa. Tỷ số là 6 đều, loạt đá thứ 7 sẽ đến lượt của các thủ môn. Hữu Quân đối đầu chính giữa. Tỷ số là 6 đều, loạt đá thứ 7 sẽ đến lượt của các thủ môn. Hữu Quân đối đầu với Văn Vượng. Rất đồi hộp ở tình huống này. Lấy đà xa, Hữu Quân. Trọng tài xác định đó không có bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía quận Hoàng Mai. Tỷ số vẫn đang là 5. Tỷ số là dành cho các cầu thủ bên phía quận Hoàng Mai. Tỷ số vẫn đang là 5. Tỷ số đang là 5 đều. Cơ hội. Thêm lần nữa mà các cầu thủ Hoàng Mai họ tự bắn vào chân mình. Họ nắm trong tay quyền tự quyết nhưng vẫn không thể giành được chiến thắng khi được đấu súng. Và ở cú đá cuối cùng thì cầu thủ thủ môn của họ Văn Vượng đã đánh bại được Hữu Quân và đã mang vào chân mình. Họ nắm trong tay quyền tự quyết nhưng vẫn không thể giành được chiến thắng khi được đấu súng. Và ở cú đá cuối cùng thì cầu thủ thủ môn của họ Văn Vượng đã đánh bại được Hữu Quân và đã mang về chiến thắng trong trận đấu bán kết dành cho thủ quận Đống Đa trước thủ quận Hoàng Mai. Nhưng không sao cả, hành trình của thủ quận Hoàng Mai đã cống hiến cho các khán giả có mặt tại sân ngày hôm nay là một trận đấu tuyệt vời, một trận đấu trên cả sự mong đợi của chúng ta, một trận đấu hấp dẫn hơn cả những bộ phim bom tấn và là một kịch bản rất đẹp. Ngày hôm nay họ chỉ thiếu may mắn một chút mà thôi. Xin chúc mừng cầu thủ quận Đống Đa vừa chiến thắng ngày hôm nay và họ sẽ góp mặt ở trận đấu chung kết. Thì tuy nhiên Hoàng Mai họ vẫn sẽ còn một cơ hội nữa ở trận tranh hạng 3. Quý vị các bạn thân mến, chúng ta hãy cùng tạm nghỉ cho phút trước khi đến với những trận đấu tiếp theo trong buổi sáng ngày hôm nay ở giải bóng đá giao hữu Cúp Thống Nhất 2024.